Rồi, Phương Ngồi Dốc, hello mọi người ha. Nay Phương tiếp tục gửi đến cho mọi người một cái clip khác để mà Phương đang tìm ra một cái loại ga khác và như thế nào ha. Thì giờ Phương đang chỉ mọi người cái cách mà đọc thông số được cái hiệu máy rồi lại tiếp tục ha. Trong cái chuỗi video mà Phương đang muốn làm gửi đến mọi người để mọi người có thể coi và biết được máy ở nhà của mình như thế nào. Tùy theo máy mình rồi mình đọc như để mục đích là để biết là nó là máy gì, tên hiệu gì, rồi dòng tài bao nhiêu, ga gì. Hôm trước á, thì chúng ta phải trang bị một cái đồng hồ MP kẹp như thế này. Đó, trang bị một đồng hồ MP kẹp và một cây cây dít ba ke, mà tùy theo nếu mà những cái máy mà nó trôi lụi trong lên thì không thể dít ba ke làm gì chúng ta phải đánh được. Đây là những cái máy này thì thầy thợ nó còn chưa làm kỹ nên còn trống cái khúc này thì vừa không mở gì ra để vừa chạy vừa đổ luôn. Rồi đây là quay vô những cái chân. Đây là một cái máy reset. Đây. Thì như nhìn vô cái máy này thì chúng ta có thể thấy nè, nó ghi nè, volume nè, 24.000 BTU nè. Đây là công suất nè, đó. Thì một một ngựa là thì để mình đọc cho nó nhanh để mình dễ nhớ, một ngựa là 9.000 BTU. Đó ha mọi người ha. Một ngựa là 9.000 BTU thì cái mà mọi người thấy không? Hai ngựa là lên 18.000. Thì nó là ba ngựa thì nó phải tới 20 mấy thì 9/3 27, mà cái này nó có 24 nè, thì mình đánh giá ngay là con máy này là 2,5 người nè. Đó, con máy là 2,5 người nha. Đó, dòng của nó chạy ở đây cô nè, dòng của nó chạy là 11.4. đó, cái ga này mọi người cứ nhìn vô cái chỗ nào mà chứa R nè, đây đây R22 nè, cái này là lượng ga nó có trong máy thôi chứ không có gì. Đó, mình cứ quan tâm là R22 nè. Đó, dòng nè, máy này máy bao nhiêu ngựa nè, mình nói ngựa cho nó mau, còn người ta thì trong anh em lạnh thì người ta nói BTU gì thì tùy, nhưng mà mình dân gian cứ gọi là ngựa cho nó mau ha. Rồi giờ thì bắt đầu là Phương kẹp vô, Phương đo cho mọi người coi nha. Đó, coi thử rồi nó thông số nó như thế nào. Đây mất tiêu rồi, chưa có bật lên đó mọi người thấy không. Cái thông số trên kia là 11.4, đây nó chạy 10 chấm mấy rồi, gần 11 chấm rồi. Đó, nó nhảy cái tưng vậy đó, không sao hết, đó là ổn rồi đó. Đó ha, mọi người thấy sao, cũng đơn giản đúng không ạ? Thì không có gì, thì Phương cũng tìm mỗi cái chỗ máy, mỗi cái đời máy Phương để cho mọi người coi mỗi cái hiệu máy để mà cái cách mình đọc nó cũng giống nhau thôi. Mình cứ nhìn vô là mình đọc thôi ha. Mình cứ nhớ số watt thì 750 watt là một ngựa, còn nếu mà BTU thì 9.000 BTU là một ngựa. Đó, như vậy là được, dễ đọc, dễ nhớ mọi người ạ. Đấy ha. Rồi video của Phương là đến đây kết thúc. Hy vọng chia sẻ được cho những ai đang cần coi cái này để đơn giản dễ hiểu vậy thôi chứ không có gì rườm rà. Rồi nếu ai cả nếu ai đang coi video Phương mà chưa đăng ký kênh của Phương á thì ủng hộ Phương một lượt đăng ký kênh. Rồi Phương cảm ơn rất nhiều nha. Rồi bye bye.